hôm nay ngày đầu tiên câu lại cá ăn như máy nha. Trời ơi, giờ quá, không xong rồi. Không xong rồi. Ăn bây giờ không kịp giật luôn kìa. Liên lịa. Dưới kia nữa kìa, giật lịa luôn kìa. Quá trời quá đất. Không kịp bóc mồi. Trời, không kịp gói cho ngồi luôn kìa. Không kịp gói cho ngồi luôn kìa, sao vậy? Trời là trời. Hôm qua nữa nãy đưa 200 thiếu 100 chứ. Mà thắng cây nó kìa, mến chú mặt này mến. Quá. Cái nào lấy chú mấy cái sơ đó kìa. Quá. Anh Long mệt quá, anh Long hả? Đóng. Liên tục. À, dính này nè. Đó, dính ly dính lịa. Quá đã. Quá đã. Đây lên nè, lại cá lên nữa nè. Liên tục. Quá ăn. Ông tươi chạy mà hai ta hai con. Chết rồi. Áo ướt áo rồi. Mới có nửa tiếng đồng hồ à. Nó 7:30 à, ướt áo rồi. Cá ăn liên tục nha anh em. Quá cá. À, tầm 2,5 kg 3 kg tay. Ở dưới là lên cá nó kìa. Rồi, dưới là dướng mắt gốc rồi. Ra gần vườn trên Long. Ra gần chưa? Chưa luôn. Một chút xíu nha. Là dính nữa kìa. Anh Long kìa. Giỏi rồi, đúng. Đó, lại dính cá. Liên tục. Cá mày bán 100.000 kg không kìa. Cá mày bán 100.000 kg không kìa. Đưa mình đó đây 2 triệu về luôn. Chứ giờ đéo có ai có cá quýnh hết á. Dịch đấy mua cá được. Để ăn quá trời. Ăn như điện vậy đó. Chết ông bạn già của tôi rồi. Chết rồi. Có kìa ba, mồ hôi ướt áo rồi. Bưng tới 40 chục cái băng đó kìa. Thảm chưa? Đó giờ ra nó vô nữa kìa. Đi cái này nè. Ở dưới kia lên con cá bự sao nài dưới vậy? Rồi. Nhỏ mà nài dưới vậy, dưới kia rồi.
quá lên cá. Anh Long là đi bắt thấy là được con bằng câu đâu. Thẳng nè, về nè. Thẳng. Thẳng rồi. Dính rồi, dính rồi. Dùng dây luôn rồi. Đó, thẳng. Thẳng cây. Thẳng là đóng, thẳng là đóng. Có ba bốn cây làm liên tục xung quanh thấy thèm chết luôn á mình à. Chết ông Tư, ông Tư vô tới đó à. Ông kia vô mới tới đó mà đây có cá nữa rồi. Đói quá đói mà không ăn cho được. Nhà tám còn nhà bốn luôn á mình. Ông kia mò cái trống gì mò lâu với trời. Đây kìa. Mới cầm cá của ai? Vừa quăng cái tổng xuống rồi. Tống liền. Tống luôn chứ đợi gì nữa. Chưa thẳng cây chờ thẳng luôn hả? Thẳng rồi đó. Mới dùng cái tổng xuống là thẳng cây rồi. Mà đang nghĩ mệt tại mệt quá ngồi đợi. Ăn rồi đó, đóng luôn đi, lại gì nữa. Đầu kia nó lên cái liên liên liền rồi. Ăn liên liền á. Cá ăn cá bảo cá nha. Hôm nay ngày 23. Hôm qua hồi mới là lần đầu tiên bảo cá. Kia là dính nữa kìa. Ngay sau quăng cái tổng xuống dính nè. Đi ăn đi ông Tư, hổng xỉu bây giờ đó.
Dương gọi cái cần lên để chạy ngã đó. Không kịp móc mồi. Thẳng cây nữa nè. Tiếp tục thẳng cây. Dính rồi. Giờ thẳng cây luôn rồi. Thẳng cây. Dính cá liên tục. Kéo tao lên ông sùm kéo kia giờ nãy không lên vậy. Kéo tao lên mới chờ kéo như cây vậy. Sâu hả? Sâu là ôm cây đợi thỏ thôi. Tao dính hai cây luôn rồi. Giờ dính con này lên con đó nè. Dính liên tục nha. Hồi nãy mình quay được mới có 10 phút. 10 phút thôi mà ăn như điện vậy đó. Dở luôn không? Còn cái kèm nữa mà. Nó chùm nho 8 mà còn nho 4 thôi à. Cắt cho lẹ phải không? Lá công an cho nó hốt hết nè. Hết rồi, nó ấy định cho mai bạn. Rồi. Vừa ở đâu cho tụi tao xong đâu. Nho 8 mà nho 4 ăn như điện. Nó độ cho ấy chứ không phải là cho tầng lá hết à. Thì hạn chế mà mỗi gần cách nhà tới 2-3-4 mét mà lo cái gì. Cái sách đi mà đổ mồ hôi luôn. Chết tâm tư luôn rồi. Cái anh này, cái bạn này dục xuống là dính cá, giờ xuống dính cá chưa kịp bóng mồi. Mệt. Alo mình đây. Mình sẽ thúc clip đây nha. Nếu mà vui vui vậy thôi. Sáng sớm vô câu vui mười mấy phút rồi. Bảo cá. Bạn nào thấy hay thì cứ chia sẻ like và cho mọi người cùng đi câu nha.